Các muối chromat là muối của axit chromic có màu vàng, là màu của gốc CrO42-. Các muối chromat là có tính oxy hóa mạnh. Ngoài ra, các muối chromat còn có khả năng tham gia phản ứng trao đổi với ion Ba2+ để tạo thành kết tủa BaCrO4 có màu vàng.